Xin chào các bạn, hôm nay Vina Organic xin giới thiệu đến các bạn dây chuyền sản xuất muối ớt Tây Ninh hiện đại mà chúng tôi đã chuyển giao cho khách hàng tại Bạc Liêu. Bạc Liêu nổi tiếng với di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghề muối, nơi đây sở hữu nguồn nguyên liệu muối dồi dào, chất lượng cao. Tận dụng lợi thế đó, khách hàng của Vina Organic tại Bạc Liêu đã đẩy mạnh đầu tư sản xuất dây chuyền muối ớt Tây Ninh nhằm nâng cao giá trị cho hạt muối nơi đây, đồng thời tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương. Bạn muốn biết cách làm muối ớt Tây Ninh như thế nào và máy thiết bị sản xuất ra sao? Đừng bỏ lỡ video này nhé. dây sản xuất muối ớt tây ninh bao gồm 3 máy chính máy xay nhuyễn 26 lít giúp xay nhuyễn nguyên liệu tỏi và ớt máy trộn nằm ngang 50 lít giúp trộn đều các nguyên liệu lại với nhau đảm bảo không vấn cục máy rang muối 20 kg giúp rang muối nhanh chóng đồng đều giữ được màu sắc và hương vị của muối ớt công đoạn chuẩn bị nguyên liệu để bắt đầu sản xuất muối ớt tây ninh chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu công đoạn xử lý nguyên liệu chuyên viên rd của chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng từng bước từ khâu xử lý mỗi trộn nguyên liệu đến rang muối tỏi ớt sẽ được cho vào máy xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp mịn Hỗn hợp này sẽ được trộn đều với muối trong bước tiếp theo. Công đoạn phối trộn nguyên liệu. Muối được cho vào máy phối trộn nằm nghiêng cùng với hỗn hợp tỏi và ớt đã xay nhuyễn. Máy trộn sẽ giúp các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Công đoạn xay nhuyễn hỗn hợp muối. Hỗn hợp muối ớt sau khi trộn sẽ được cho vào máy xay nhuyễn để tạo độ mịn, giúp các nguyên liệu kết dính tốt hơn. Máy có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng và đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Như các bạn có thể thấy, thành phẩm muối đã được xay nhuyễn rất mịn, tạo màu rất đẹp. Máy vận hành hoàn toàn tự động, nguyên liệu được xay nhuyễn theo yêu cầu trong thời gian ngắn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, nâng cao giá trị sản xuất. Máy rất đa năng, xay nhuyễn được hầu hết các nguyên liệu như thịt, cá, rau củ quả, công đoạn rang muối, hỗn hợp muối ớt được cho vào máy rang để sấy khô và tạo hương vị đặc trưng. Chuyên viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn cách điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Với máy rang muối, bạn chỉ cần thực hiện một công đoạn duy nhất là cho muối vào máy và nhấn nút. Máy sẽ tự động đảo và sấy khô muối giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức. Máy được trang bị hệ thống điều khiển nhiệt độ và thời gian chính xác giúp bạn có thể rang muối với độ đồng đều và chất lượng cao. Công đoạn đảo tay. Do tính chất của muối tới giai đoạn keo cứng, các bạn cần dừng cánh đảo và hỗ trợ đảo tay. Thao tác đảo tay cần đồng đều và nhanh chóng đến khi muối khô. Công đoạn phân loại hỗn hợp muối ớt sau khi rang được phân loại thành các kích thước hạt khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công đoạn xay nhuyễn hạt muối. Những hạt muối có kích thước lớn chúng ta sẽ xay nhỏ để đạt kích thước theo yêu cầu. Công đoạn rang lần 2. Tiếp tục công đoạn rang muối để đạt thành phẩm chất lượng cao. Ở giai đoạn này, muối chỉ cần rang trong một thời gian ngắn để đảm bảo độ khô là đạt yêu cầu. Thành phẩm. Muối ớt sấy Tây Ninh có màu vàng cam đặc trưng của muối, thơm nồng mùi tỏi và ớt, vị mặn và cay hài hòa tạo nên hương vị độc đáo, kích thích vị giác hạt muối có kích thước vừa khô ráo tơi thơm ngon vậy là các bạn đã xem xong dây chuyền sản xuất muối ớt sấy tây ninh nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với vina organic để được tư vấn và hỗ trợ nhé còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại